thì sẽ chỉ mất vài giây để đi từ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố. Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ mất đi những giây phút ngủ thêm quý giá mỗi ngày. Đừng lo lắng, dù sao thì điều đó cũng sẽ không xảy ra sớm đâu. Trên thực tế, ở Belarus, một nhóm các nhà khoa học đã đang thực hiện dự án này. Chúng ta đang ở Cộng hòa Belarus, một trong những trang trại ngay bên ngoài thành phố Minsk, nơi các nhà khoa học đang hướng tới tương lai theo đúng nghĩa đen bằng cách phát triển phương tiện bay trên mặt đất. Đó có thể thay thế cáp treo hoặc tàu điện ngầm. Skyway là một phương tiện giao thông mang tính cách mạng, một đường truyền nhanh và không ồn ào. Rất vui được gặp ông. Thật kinh ngạc. Ông có thể cho tôi biết tất cả những điều này diễn ra như thế nào? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây là loại hình vận tải đường sắt trên cao. Mỗi sợi cáp bao gồm 4 sợi. Chúng có đường kính 15mm với sức căng lên tới 18 tấn. Buồng lái tự động bay trên dây cáp căng giữa các cột thép. Anatoly Unitsky, một kỹ sư và nhà phát triển đã gọi chúng là Unibus theo tên chính ông ấy. Nó có vẻ là tương lai đích thực. Hãy mở cái này ra. Chúng ta cùng vào trong. Thiết kế không gian này cũng là ý tưởng của ông. Kiểu dáng đẹp mắt, kính siêu chắc chắn, động cơ điện mạnh mẽ để tăng tốc. Đó là thiết kế của riêng tôi với tư cách là một kỹ sư chứ không phải là một nghệ sĩ. Phần lớn năng lượng bị mất vào khí động học. Vì vậy, tôi đã tái tạo ra khí động học của Unibus tốt hơn 7 lần so với ô tô. Có hai loại taxi Skyway, loại treo có thể tăng tốc lên tới 139 km/h, loại có bản lề ổn định hơn. Trong tương lai, chúng sẽ tăng tốc lên hơn 465 km/h. 150 đến 600 km/h, đó là một yêu cầu khá cao cho việc này, nhưng tôi không bị thuyết phục. Vì vậy, tôi sẽ chạy đua với nó để xem liệu nó có thực sự chạy nhanh như mọi người nói hay không. Hãy bắt đầu nào. Đây sẽ là một khởi đầu tốt. Như bạn có thể thấy, nó có vẻ khó khăn. Lúc này tôi đang đánh bại anh chàng này. 150 km/h, tôi nghi ngờ điều đó. Nhìn thứ này xem. Thật khó để lái xe ở đây. Ôi trời ơi, thứ này đến từ đâu vậy? Thật nực cười. Tôi không thể lái xe ở đây. Con đường này thật tồi tệ. Sỏi đá khắp mọi nơi. Trời ơi. Thật điên rồ, tôi không đánh bại thứ này được. Tôi đã gần đuổi kịp, nhưng không thể. Phải thừa nhận rằng ông ấy đã tạo ra thứ gì đó thực sự hoạt động được. Cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông mọi thành công trong tương lai. Ông đã làm được điều gì đó tuyệt vời. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ có ích cho ông. Các nhà phát triển đặc biệt tự hào về giá thành của nó. Đường cáp rẻ gấp 10 lần đường sắt thông thường, tốn ít vật liệu hơn và dễ xây dựng hơn rất nhiều. Đây là hệ thống giao thông cấp 2, khi đất đã được giải phóng mặt bằng và chúng ta không còn vấn đề về cầu, hầm, đường ngang nữa. Nếu cả hành tinh sử dụng hệ thống cáp này, chúng ta sẽ phải xây dựng lại các thành phố hoặc thiết kế những thành phố mới dọc theo đường Skyway. Thành phố hoàn hảo cho hệ thống mới này là Tel Aviv, hẹp và dài. Còn đối với Moscow, có thiết kế hình tròn, có thể dẫn đến một tình trạng hỗn loạn. Tất nhiên, phù hợp với một thành phố hiện tại là rất khó, nhưng sẽ rất thú vị khi xây dựng một thành phố tương lai từ đầu.